비추고 Mỗi năm có hàng chục ngàn trường hợp qua đời vì không có đủ máu để truyền, đặc biệt là với các tình huống khẩn cấp trên chiến trường, nơi ranh giới giữa sinh và tử phụ thuộc vào việc nạn nhân có được truyền máu kịp thời hay không. Tuy nhiên, tình cảnh thiếu máu nơi xa có lẽ sẽ không thể tái diễn nữa, bởi vì khoa học ngày nay mới đạt được tầm phát triển vượt bậc. Chúng ta đã tạo ra được máu giả với công dụng như thật, và đặc biệt nó có thể cô đặc thành bột để phù hợp với mọi phương tiện vận chuyển. Cụ thể, các chuyên gia tại Đại học Washington đã tạo ra được một loại tế bào nhân tạo có khả năng vận chuyển oxy, chức năng chính của máu. Loại tế bào này chỉ nhỏ bằng 2% tế bào máu người có dạng bột. Khi cần sử dụng, các bác sĩ chỉ cần pha với nước là có thể sẵn sàng sử dụng. Theo tiến sĩ Alan Dalter, người đứng đầu nghiên cứu, máu giả có dạng bột khô giống như bột ớt vậy. Nó có thể được lưu trữ trong túi nhựa để có thể dễ dàng mang đi. Khi cần sử dụng, chỉ cần mở túi, đổ nước vào, trộn đều và tiêm vào người là xong. Loại máu nhân tạo này mang tên erythromer, với công dụng đã được chứng minh qua nhiều thử nghiệm. Như trong thử nghiệm trên chuột, các chuyên gia thay thế một lượng lớn máu chuột bằng loại máu giả này. Kết quả chuột vẫn sống nhăn răng, cho thấy loại tế bào nhân tạo có khả năng vận chuyển và giải phóng oxy trong cơ thể giống hệt như máu xịn. Một số thử nghiệm khác chỉ ra rằng máu giả có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi nạn nhân, ở đây là chuột, đã mất tới 40% máu. Phát minh này thực sự có ý nghĩa. Đã có rất nhiều trường hợp gặp tai nạn nhưng không thể qua khỏi vì mất máu quá nhiều trên đường tới bệnh viện. Trong khi với máu giả, tuy không thay thế được máu người nhưng hoàn toàn giúp nạn nhân có thêm chút thời gian. Erythromer sẽ là loại máu phù hợp để các đội quân y mang theo khi ra chiến trường. Vì hiện nay, không có một phương pháp nào đủ dễ dàng và thực tiễn để truyền máu ngoài bệnh viện, Dalter cho biết. Thực ra, erythromer không phải là loại máu nhân tạo đầu tiên. Trước đó, khoa học đã tạo ra máu giả rồi, nhưng loại máu này gặp phải vấn đề về việc giải phóng oxy trong cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời làm thay đổi nồng độ pH. Erythromer đã giải quyết triệt để những tác dụng phụ trên. Tuy vậy, phát minh vẫn cần nhiều thử nghiệm kỹ lưỡng. Theo dự tính, phải đến 10 năm nữa, tức năm 2026, loại máu này mới được chính thức áp dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!